Rồi ba Chí làm gì ngâm thơ vậy ba Chí? Hết hồn trời ơi. Ghê hết. Vô đây nè. Chú mới tài trợ cho con gà đây các bạn này. Các bạn ươm luôn. Quá tuyệt vời luôn. Bỏ. Không đâu nói là tầm bậy không à mày ấy đưa bỏ không tao quay trực tiếp bỏ không nói tao dặn ông hoài đó. Trực tiếp đâu có xóa được. Mình đang quay ơi. Quay hết càng đi chứ. Đây nó đang quay trực tiếp đó. Nó nói ngành nó 1 tháng 50 triệu. Không biết là đi nó dở dưới vậy ta. Nóng quá vậy. Còn mới đem ra mà. Cái gì mà còn lo hết thì không khui đi ông thầy. Mặt trăng rồi cái giòn cái đầu. Uống hết cái nữa đi khui ra. Cá mặt trăng là cái gì? Còn không biết cá nó gọi cái gì nó nói cá mặt trăng. Hết chưa? Đây đi ra tay đi. Bên đây tay rửa sạch đi. Một lon để bên đây nữa. Không có hàng hả? Con mới này nó nè, đang nhiều triệu này chưa uống miếng nào, mới khui nó nè. Từ từ cho nó nguội đi. Trời ơi dở đi, từ từ cho nó nguội đi. Không ai đợi à. Nó mới tin nó mới khui nó uống đó. Cho nó hơi nhẹ nguội xíu rồi ta hái. Nóng lắm hả? Nóng. Thôi để đi đi. Chưa. Cái này nè, anh em ăn liền đi để hộp cái nguội á, tanh vinh nè. Trời ơi, ông đi kiếm mua gà nữa trời, ở đâu mà ông liên hệ với mau vậy? Rồi trời ơi, đi chồng cái đầu cầu lắm, chạy đi xe. Nghe cái chân cầu bán luôn hả? Được rồi, đi mua giùm á. Kiếm mua hai chỗ mới có, mà kia hết rồi. Ai mua vậy? Ông chủ mà định làm quá đó. Ờ. Định làm tâm á. Trời ơi là trời, kiếm mua gà nó thiệt cực kìa. Ủa mày cũng là không nằm không à, nói mấy chảnh mua gà đi là... Đây kêu khỏi mua gà đâu, bia thì má khô rồi nó nhậu rồi rồi. Chủ yếu là vui với nhau chơi. À, không ăn gì, nói chung anh em chú cháu đồ nhậu cho nó cũng phải có cái gì để cho nó gọi là ăn mấy. Đó mật nhân nó nhắc. Không uống là uống không được, uống không quen uống không được đâu. Chỉ có tôi uống được thôi. Bút bút ơi, anh. Ta nói là thuốc đắng giả tạc. Màu bén nữa rồi. Ây. Không có nặng ra. Búa. Đến dưới đó. Ơi, đây, để đi không? Ừ, đây chú ăn đi. Má gì với ba cái này nè, mà ngạt cái của chú ông mua lại mình phụ lòng mình cũng phải làm miếng. Tôi nói với mày. Thiệt tình với ông mà mua gà là tôi cản liền á. Vậy chứ làm giấy giác mà còn bì cho em ăn cái gì. Thì bà chỉ đẹp đẹp ông bì rồi, đồ luôn đồ như vậy. Mẹ nó ngán một cái nghe mà lúc bữa đó đẩy hết chân, anh tháo về anh chạy rồi em bước hết chân. Dậu này nó có lúc lấy gai lấy gai à chứ không phải làm cho bên ông cho mọi người thấy không thấy đâu anh tôi làm lấy gai lấy gai chấm ớt cái chút anh em như ở nhà nhau đủ chấm ớt hơi cài giá nghe được chứ phải cho quýnh chạy bãi rồi quýnh tóc hành phải không ngon quá quá ngon rồi chú vì tôi béo rồi chú béo tôi kéo không kéo gì thì đó cũng qua đây nữa nè đó cũng đó đây là chị chú kéo ốc các bạn đây đây ăn nè dạ quá đã các bạn ơi thấy chưa có nhiều đồ hình quá vậy. Ngon trời đi ăn đồ hình nó hôm nay nó hỏi em hỏi chú được mấy đứa con hỏi chú được 3 đứa nó hỏi mấy trai mấy gái nó 2 trai 1 gái mà có thằng nó có vợ rồi có được đứa cháu nội thằng cháu nội dễ cưng, cưng lắm trời ơi sao nổi đi thôi đi đâu nó con gái là thứ mấy? Con gái thứ ba. Ăn nó dướng. Mà nó còn đi học. À, con nhỏ hả? Thằng trai lần thứ hai nhiêu tuổi? 26 tuổi rồi. Mà con nhỏ này nó mới có 14 tuổi rồi. Kỳ thứ ba có 14 rồi. À, nó cách. Ông gai đó có đâu cái bảo gai luôn hay là sao? Ốc gai, ốc gai cùi. Này kêu bằng ốc gai cùi nè. Ốc nhớt. Không, này là kêu bằng ốc gai cùi. Ừ. Cái con này ăn được à? Được, này là ốc the. Ăn nó không được, tôi ăn rồi. The. The lử lắm. Bên đây chú hay ngắt cái con này là con sò. Nó lại gặp nó là sò rồi. Nó có sống nhiều rồi, nuốt xong gỡ. Ủa sao mấy ông kêu ăn thịt gà không thấy ông này ăn cho vậy? Anh với mày. Anh ba ăn thịt em ăn da ra, à để anh chế da. Trời ơi, gà mà không bỏ da thôi bó tay luôn. Bỏ gà luôn. Gà là cái da ngon hả chú? Đúng rồi, cái da là ngon nhất luôn. Nào giờ không phải mới đây. Con nào giờ này chơi cái này mà quay lên là con gà ngon dữ rồi chú. Quay á. Gà là cái da nó ngon lắm. Ngon.
dạ. Sau cánh đầu gà câu gà ngon hết gà rồi đó, ai mà nhậu tôi ăn đó hết trơn, cho thịt cho tôi vậy tôi chỉ là thịt à. Ừ. Đây, thịt chứ đâu lòng ra thôi ba nè. Ôi trời ơi gấp hơi cá đóng rồi thôi không có ăn đi ơi ăn thế ăn hơi gấp trời ơi gà chứ không dùng mồi chứ tính bỏ da thôi ăn gì nữa vậy. Anh lấy hai lon lên để cho hai chín với chú ơi. Hết chưa? Trời, chú hết chưa? Trời, đâu ai lon trời. Có không được hả trời? Đâu có đâu, anh bệnh lon với mình đây lon. Rồi nè, lon này nó nồi lắm rồi nè. Gà hủ lên ra chú ơi. Uống mới cho mà hết rồi. Quanh nồi chứ. Tôi cũng bởi bụng luôn, no thiệt luôn á. Cứ ngắt luôn vậy. Này chú xuống giết xỉu hết luôn rồi. Lâu lâu gặp chú thương mấy chú bà ờ gặp chú bà là anh ngày nay anh kêu thằng Suốt cho mượn limo hả bắt đầu đi làm cái đồ siêu quả sóc chưa dạ bà đúng rồi à. Không em nói anh đi làm xa có nghĩa đi Vũng Tàu ha này kia là mình phải là đồ siêu khua. Cái limo đó tao mua 2 năm đó chút tao chưa là xài đó. Chưa xài đúng không? Chú có biết rồi chứ sống nghề biển này như nghề ốc này là chứ ngoại trừ cái máy lớn cái dàn ốc là không có siêu khua chứ có với cái dàn lô chứ còn cái giống gì cũng có siêu khua. Đúng rồi. Nó hư lúc nào. Ở bên đây làm gần sát hòn. Quá trời lại. Kéo cái ben này con em bảo đảm anh luôn, em kéo 4 lý luôn. Trời ơi, nó vẽ được cái gì thôi chú ơi, nó còn bật thêm nữa chứ cái gì đâu. Nó khó kéo lắm. Nó rớt là bụp lên ngoài. Nó khó kéo hơn. Nó lên hơn, nó khó kéo hơn nữa. Nó lẹ tay, nó chậm chứ không lẹ tay. Cái tay nó quay như quạt gió vậy, sao chịu thôi. Lẹ lắm. Còn đây kéo dây nhỏ mà. Kéo bên một với pho đâu có xài lâu chặn đâu. Trời ơi. Phải mà như lúc trước kéo một lô quen tay như lúc trước nó lẹ như lúc được thì kéo cũng cái cần kéo kéo một lô không mà dây này là kéo một ben kéo được kéo một cầu được kéo một dạ. Cầu êm kéo một lô kéo một cầu là nó êm mà nó không ăn cục giữa luôn dạ. Dây bự quá là con cái giờ mình kéo một lô như cái chào hồi trước mà mình xài ấy vậy là xài với Google mình với là xài ba cái ben nhông mình đó giờ kéo đâu lẹ được đâu. Tại mình kéo này nó quen rồi, kéo kia mình kéo luôn, mà mình đứng ngoài đầu là kéo nó. À, tại tôi quấn ở đây, tôi gắn với tôi bán chiếc ghe nhỏ, tôi đóng với ghe này là cái dàn ben là đội nóc không đó. Đây cũng được vậy mà mình thấy làm ở đây mình làm viên chi cho nó u về thêm. Còn cái bữa hai bữa là tại vì cái bố trong nó xài bố mềm bữa. Không rồi làm 2 chiếc luôn á chứ đây mới bán bỏ đó chứ. Phải làm cắt gọt cái lô chứ đừng cho nó là đeo gánh cho nó nặng tí xíu làm mới làm lẹ được chứ. Không đây đây xài bố cứng chứ không phải mềm. Đúng rồi đây xài bố cứng là đúng á. Cứng nhau là đúng rồi bố mềm anh kéo chút xíu là dây nhỏ là nó ăn liền à. Ăn dây chung nổi. Ăn dữ lắm. Bên đoạn về mà hai bữa là nó mòn đó, hai bữa là nó mòn, nó cắt. Mày mua cục ben là 500-600 ngàn con ben của cá thu á. Được chứ bòn nó không có bán luôn. Mẹ nó nói về đâu có xài được. Bây giờ xài là thường những lỗ mẹ. Thu bọng chi mà không. Đấy, rồi sát luôn, dồn theo luôn. Quá chặt vậy. Bữa nào ra hồng nghệ, bữa mày ơi, Thanh. Dạ. Bữa nào ra hồng nghệ đi vòng vòng trên chùa đồ quay đồ. Mày lát là mà, không, mà, mày quay chùa là ok. Một lát mày cho số điện thoại chú ơi. Dạ. Ừ, điện thoại rồi. Anh mày ra tao này Hồng Sơn nè, tao dắt mày đi quay. Mẹ tao dắt mấy đứa này xuống nó nặng ba con nhum đó. Đồ mấy cái con như mấy cái con hồi xưa đồ mấy cháu hiếm đồ mấy con này con kia mà nó sống lớn nó tấp vô trong hang đó đó vua gia long đồ hang vua gia long nhiều con độc không không ốc bự bự vậy nè là mấy ổng đâu có lấy đâu để trong đó luôn làm kiểm rồi mấy người ta học là đồ mà biết thì chơi làm gì mà biết chứ anh ơi chú ơi chồng là người Mỹ chồng người Mỹ á đúng rồi đó để cho lạnh em ơi để lạnh cái bóc mấy lâu dưới có hai con thì ngon anh ba hai vậy ảnh bốn thằng luôn á chứ hai vậy gấp đôi ta luôn gấp ba luôn á chứ thầy thằng út kìa út như đạn luôn á út cho mập bờ đã luôn à út về lần nay nhiêu tuổi rồi út giống anh ba nhiều hơn 16-17 tuổi vậy chứ học lớp 10 á út có giống anh ba nhiều hơn bây giờ nó đang học lớp 10 ăn năm gấp cho ông nó giờ em để hoài trời
mà con gái kế là nó tết nó mới có 15 à, lớn nhất là 26 à. Mà hai đứa nó không gọi đi theo xin giỏi ở trong đứa học cấp 2, đứa học cấp 1. Chuyền chuyền bia qua cho chú ba chứ cho chú ba hết chưa chú ba? Còn con nè. Không chú ba này nè. Chú ba nhiều khi cũng ăn gian lắm đó. Chú ba ăn gian nhiều luôn á chứ. Nhiều khi ông chú ba nãy giờ là thấy ông không uống hay không có kêu. Mà quan trọng là chú ba này là lâu gặp chú ba mê chú ba. Rồi, ghét cho chú ba ăn lon nữa ra chú ba thiếu lại lon rồi. Lon thiếu rồi mày, đừng có nói là nó là cha lon hết. Thiếu lon rồi. Đàng hoàng rồi đúng không anh ba? Điện quả gì? Chú ba thiếu lon rồi đây ba lon. Cây điện cái gì đó. Cái điện thoại kia sao không nghe gheo hết trơn mà điện thoại này cũng vậy. Hấp phải vậy. Thôi chơi hấp rồi. Còn cái gì đó là trời. Không điện chi á. Nghe đi. Còn tới trên giờ lè quá trời luôn. Có gì mà mình nhậu à... tập cái gì anh nhà nhậu tập mà tập cái gì mà ông Quýnh dắt ngang ông đó là không phải ông đó dạy hỏi anh đó, ông mà Quýnh 92-97 ông đó Quýnh là con năm con 35-800 đổ vô là làm nó nhiêu 63 tuổi rồi đó chứ kia 43 đó mà số tí năm nay 6 mấy rồi 62-63 rồi. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và một cái đăng ký nha các bạn. Giờ thì để cho mấy chú nhậu, mình thì uống nhiều quá cũng không tốt các bạn. Sáng còn phải làm đó.